Là cái gì của tiền? Phải chi anh có cưới hỏi anh đem cái tôi là chứng minh là tôi chồng của tiền đi. Là ở đây sẽ đi rút lui liền, không có là nói gì nữa hết. Nhưng mà bây giờ á, anh chỉ là một người quen của tiền, một người tình của tiền. Đúng không? Hạnh phúc hay không thì đó tiền nó tự quyết định chứ đâu mà anh cản. Ở dưới nó một năm mấy bên này mà. Tiền ơi, em bước ra đi cho nó rõ ràng. Một là anh phải về, còn hai là không cần cái nói đó. Một hồi nó về tôi với ông nói chuyện sao? Nói chuyện nói đây tại, nói tại gì? Bạn bè là nói chuyện riêng chứ không có nói chuyện mà chung tùm lum người nghe đâu. Dạ, Thanh Hải mến chào quý ông bà cô bác anh chị em đã trở lại cái video clip của Thanh Hải ngày hôm nay. Thì kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì Thanh Hải xin báo cáo cho quý bà cô chú anh chị em được biết về một tin cực kỳ quan trọng, cực kỳ chấn động luôn cô chú anh chị. Nói về cái sự việc của chị Tiền Vườn Chuối, được cho rằng là nói chung là trong những thời gian vừa qua là chị Tiền không sao những câu nói bất hủ và những câu nói gọi kêu gọi ông Năm Sầu Riêng để đến với chị Tiền, do là chị Tiền giống như là bị nước dư chảy nước gì nhiều đó cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị em chắc có lẽ đã xem và biết rồi đúng không? Thì theo như cái thông tin ngày hôm qua thì Thanh Hải cũng vừa mới biết, đó là trong lúc đó thì lúc mà trong những thời gian vừa qua chị Tiền kêu gọi về cái mối tình nhân viên cắt tóc shutter của chị Tiền cùng với chú Năm Sầu Riêng. Đó và sau khi mà đã bị chú Năm Sầu Riêng từ chối về cái mối tình được gọi là cũng như là cho rằng là chị Tiền này là không có nằm trong cái nhu cầu của chú Năm. Thì nhu cầu của chú Năm là như thế nào? Nhu cầu của chú Năm là nhu cầu là một người phụ nữ không vướng bận về vấn đề con cái, cho nên là chú Năm đã từ chối nha. Chứ thật chắc là chú Năm cũng không có tốt lành gì mà chú Năm chơi khen. Tại chú Năm nói chung là hàng phi đó cô chú anh chị. Chú Năm hàng phi thì nói chung hàng phi là lẫm mà chứ không tha bất kỳ ai ha. Nhưng mà do cái vướng bận vấn đề con cái cho nên là chú Năm đã từ chối chị Tiền. Và sau khi mấy ngày liên tiếp về cái sự việc xảy ra đó thì cũng có một người cũng đã tìm đến để mà kết tóc shutter cùng với chị Tiền, cũng như là điển hình về cái câu chuyện cũng như là chị Tiền đã lên không gian mạng chia sẻ và nói rằng là chị Tiền cũng như là nước dư nước thừa chảy nước gì đó. Thì sau khi đó thì vài ngày sau đăng tải thì cũng có một nam thanh niên cũng đã lặn lội đường xá xa xôi cũng đến để xin tham gia ứng tuyển để mà sau đó mà hứng nước với cô chú anh chị. Nói chung là hứng nước nha. Thì cái câu chuyện đáng nói ở đây đó là trong những thời gian vừa qua thì cũng có khá là nhiều những ý kiến phần comment cho rằng là chị Tiền hiện tại là cũng vẫn chưa dứt phát về vấn đề là chuyện tình cảm của chuyện vợ chồng hay là như thế nào đó. Thì trong thời điểm đó thì ngày hôm qua thì cũng có một nam thanh niên cũng đã đến nhà của chị Tiền. Trong lúc đó thì chị Tiền được bên nhà trai đến mà coi mắt và dạm dở dạm hỏi dạm hỏi để về xin, nghe nói là nước nhiều quá nên thích cho đến là xin hứng tí nước. Trong khi đó thì đang xem coi mắt thì có một nam thanh niên cũng đến là tự xưng là như là bồ cũ hay tình cũ hay chồng cũ gì đó. Nói chung tại vì chị Tiền trải qua nhiều mối tình quá cho nên không xác định được nam thanh niên đó là ai. Thì trong lúc mà đang xem mắt thì nam thanh niên đó đã xuất hiện và có những hành động cũng là những cái lời nói cho rằng là chị Tiền cũng là chưa hẳn là dứt khoát. Thì bên cạnh đó thì chị Tiền cũng chia sẻ với cái gia đình nhà trai cũng cho rằng là nói rằng là hiện tại đã dứt khoát xong rồi, cũng là không có còn qua lại mấy tháng nay gì đó. Cho nên là chắc là cũng đây là những một trong những cái lý do mà chú Năm Sầu Riêng cũng ngại về vấn đề này cho nên không có chịu kết nối với chị Tiền chảy nước cô chú anh chị. Đó thì như sự chia sẻ thì Tiền lúc đó là cũng là mua bán vé số gì đó rồi cũng qua lại cũng quen với một người thanh niên đó cũng mấy tháng gì đó mà không biết là có kết hôn hay không mà cũng không biết là hai người nó sống như thế nào thì không biết. Nhưng mà khi mà cái cuộc xem mắt chị Tiền chảy nước thì trong lúc đó thì có một nam thanh niên xuất hiện. Ghê chưa, nếu như mà cái cảnh hôm đó mà chú Năm mà đến ha cắt tóc xe tơ với chị Tiền ha thì không biết cái sự việc nó sẽ diễn biến như thế nào mà cô chú anh chị. Thì nam thanh niên xuất hiện và cho rằng là yêu cầu chị Tiền dừng ngay lại lập tức, muốn gì về dứt phát nói chuyện, đúng không? Muốn gì về nói chuyện dứt phát. Nó thì câu nói này như thế nào cô chú anh chị? Câu nói này chứng tỏ là chị Tiền chưa dứt phát,
đúng không? Chị Tiền chưa dứt khoát, nhưng mà chị Tiền có những cái hành động gọi là lên không gian mạng ứng tiễn, tiễn chồng, tiễn gì đó đó, thì sau khi đó thì clip được lan tải ra khắp không gian mạng, chắc có lẽ là cô chú anh chị em cũng đã thấy và được biết về câu chuyện của chị Tiền chạy nước này rồi đó, đúng không? Thì trả lời vấn đề của chú Năm Sầu Riêng, thì cũng may rằng là chú Năm Sầu Riêng sau khi mà nghe những cái đoạn clip ban đầu mà chị Tiền lên chia sẻ và nói rằng muốn cắt tóc xe tơ cùng với chú Năm đó, thì không biết là chú Năm, chắc là chú Năm là có một cái phần gọi là về gừng càng già càng cay, linh tính được của chú anh chị, cho nên chú Năm đã né được phần đó, cho nên chú Năm không có đồng ý cái chấp nhận cái lời mời cắt tóc xe tơ cùng với chị Tiền. Chị nghe nó nước nhiều hơn, chú Năm cũng khoái lắm chứ không nha. Chú Năm, cô chú anh chị em mà biết ha, chú Năm mà hôm mà nói về cái dạng là đặc vụ mà yêu cầu một cái người khác giới gọi thôi, đúng không? Nhưng mà phụ nữ gọi đến thôi là bất kỳ bất chấp, nó là nói chung là không có về cái vấn đề mà chơi khen đó, ở đây là không có vấn đề chơi khen. Chú Năm là vậy mà, thì ai gọi đến là cũng như là hợp nè, tính tình rất là hợp đó, xứng với chú Năm đó, mà nói chung là không có điểm nào gọi là cao điểm đó cô chú anh chị. Chú Năm ai cũng thích hết trơn nha. Và hiện tại thì chú Năm đang có làm quen với chị Hồng hay cô Hồng gì đó. Thì không biết cái mối tình này là được kéo dài được bao nhiêu. Còn về cái vấn đề câu chuyện của chú Năm Sầu Riêng này, theo như mình biết á, là có thể là kéo dài khoảng qua Tết luôn chưa hết đó cô chú anh chị. Không, hiện tại giờ chú Năm đang tung tăng tung tăng trên quãng đời còn lại của mình đó, cắt tóc xe tơ hay là xe cái gì đó không biết. Còn chị Tiền thì trong những ngày thời gian vừa qua thì có khá là nhiều những phần bình luận, những phần comment được cho rằng là chị Tiền ở đây là một người phụ nữ khi lên không gian mạng là chia sẻ về cách ứng xử và những câu nói chuyện phát ngôn trên cộng đồng mạng được cho rằng là không đúng. Thì ở đây là nói chung là đúng, phải không? Những comment như vậy là đúng đó cô chú anh chị. Chị Tiền không đúng như thế nào? Nghĩ như thế nào mà mình là một người phụ nữ mà khi lên không gian mạng mình kêu gọi người đàn ông đến với mình, còn phe mình nước nhiều chảy nước gì, anh Năm ơi anh gán giữ sức khỏe đi, anh đến thăm em cho anh khám phá một cái vườn chuối của em được gọi là nước nhiều cỏ mọc sùm, anh vô anh dọn giùm em, tàn thét hơi nghe một cái. Cô chú anh chị em, đa phần là một người phụ nữ, đa phần các chị em phụ nữ luôn, mà nghe về cái câu nói này rồi một cái ai cũng đều bức xúc trên cô chú anh chị, thậm chí nhảy dựng luôn á. Tại vì sao? Tại vì bản thân của mấy người phụ nữ đang nghe những cái câu nói của chị Tiền nữa là họ bức xúc là như thế này, là do họ là một giới tính phụ nữ đó, họ bị liên quan, họ bị lấy mà, đúng không? Nhiều khi người ta không hiểu, người ta gom từ chung nữa, tội nghiệp cho mấy người ta đàng hoàng, người ta không nói đó. Còn chị Tiền nói chung là nói bất chấp luôn cô chú anh chị, nói không sợ cộng đồng luôn mà đó. Thì ngày hôm qua đó không, xíu xém thôi nữa là có cuộc hỗn chiến rồi. Hỗn chiến như thế nào? Thì hỗn chiến là do người tình xuất hiện người tình xuất hiện tại nơi đám dạm hỏi luôn nha. Dạm hỏi, cái này dạm hỏi của chú anh chị, nhưng là tới mà hỏi đó, tới là xin đăng ký ứng tuyển ứng tuyển để coi xem cái tình hình diễn biến, coi cái sự việc mà chị Tiền đây có thật sự như chị Tiền đã chia sẻ, là chị Tiền cho biết cái thông tin là chị Tiền nước nhiều không. Xin tí nước. Đó thì mới ngay là lần đầu tiên có một cái cuộc hẹn là dạm hỏi thôi mà đã có cái sự cố diễn biến như thế rồi, thì lần sau nữa đó, anh nào mà đến dạm hỏi nữa, mình nghĩ rằng chắc chắn là sẽ còn cái chuyện này diễn biến tiếp tục cô chú anh chị, đúng không? Tại vì chị Tiền này tuy mặc dù mình không có biết là có đăng ký giấy kết hôn hay không nha, nhưng mà chắc chắn là đã có sống chung với nam thanh niên đó rồi, cho nên người ta mới có một cái quyết định đứng ngăn cản, đúng không? Ta đứng ngăn cản, ta nói muốn gì về nói chuyện dứt khoát đi, rồi muốn làm gì đó làm đó. Tất nhiên là chưa có dứt khoát mà đi lên không gian mạng tiễn chồng, tiễn ông, tiễn này tiễn nọ là như thế là sai, đúng không? Mà nghe nói đâu là chị Tiền này cũng trải qua là 3-4 mối tình gì đó cô chú anh chị. Thật ra là 3-4 mối tình là không có mối tình nào mà chị Tiền sống được lâu, ăn bền ăn đời chọn kiếp hết trơn. Đó, không biết với lý do như thế nào, có nhiều người á, người ta vô á, phần bình luận ta nói Tiền này là không được bình tĩnh chẳng hạn, mình xin lỗi nói vấn đề đó nha, tại có phần bình luận nha đó. Rồi có người á, thì ta nói Tiền này do cái nhu cầu thiết yếu về cái chuyện nam nữ cao quá, ta đáp ứng không nổi hay như thế nào đó đó, rồi cho nên á,
mấy ông kia mới cuốn gói lên đường sấm bẩn lên đường sấm bẩn như cô chú anh chị. Rồi xong á, thì bây giờ là cũng như trong thời gian mà chống vắng á, khoảng 4-5 tháng gì đó, không biết cái ông này là ông có đáp ứng nổi hay không nữa, cho nên chị Tiền này cũng là quay xe ha. Quay xe khi mà thấy những cái video clip của chú Năm Sầu Riêng được tung tải lên không gian mạng, chia sẻ về cái sự việc mà chú Năm đây dư sức lo mọi việc về cái vấn đề cũng như là chuyện nam nữ nó. Thì này chị Tiền này mới bay vô xin cắt tóc xe tơ với chú Năm Sầu Riêng này này. Nhưng mà chị Tiền đâu có hiểu đâu, chị Tiền ơi, đó, hiện tại có mấy người phụ nữ người ta người nào thử qua rồi người ta mới biết. Hiện tại bây giờ chú Năm Sầu Riêng nghe nói đâu là cái củ khoai của chú Năm Sầu Riêng nó đã bị sùng, mà kêu gọi bằng sùng nặng đó. Đó, chỉ biết sờ mó thôi chứ không có làm được cái gì chứ. Cho nên thì cũng có nhiều người đến, không nhiều người cũng gọi đi, thấy không? Chứ thật chắc ra chú Năm Sầu Riêng khi về đi về với chú Năm Sầu Riêng thì được cái gì? Tôi nói lên không phải khi dễ mà được cái gì? Già rồi, liếm lắp chút đỉnh thôi. Đó, cho nên á, sau khi á, thì chắc có lẽ chị Tiền cũng đã phát hiện ra cái điều đó và chị Tiền cũng chấp nhận cái lời dạm hỏi của một nam thanh niên. Đó, nam thanh niên đến dạm hỏi cùng với người mẹ như ngày hôm qua đó của chú anh chị. Đó, đến dạm hỏi xong rồi không biết lý do thế nào thì chắc bên kia chắc cũng rút dù luôn rồi, chắc không dám đến lần hai đâu, phải không? Tại vì mới đến lần đầu thôi mà cái chuyện mà đã phơi bày cái ánh sáng về cái vấn đề mà chuyện vợ chồng, chuyện chung chăn sẻ gối của chị Tiền hiện tại đang còn vướng bận, đúng không cô chú anh chị? Đó, nam thanh niên chạy xe lại đó ngày hôm qua đó, chỉ thẳng mặt và nói muốn gì về giải quyết, xong rồi muốn làm gì làm, là chứng tỏ là chưa có giải quyết xong rồi, phải không? Cũng may là nam thanh niên đó nói chung là cũng còn một cái tính tình nó hơi nguội hơi dằn á, chứ không một cái bật một cái hay vô cái mặt của chị Tiền một cái thì thôi tới công chuyện luôn cô chú anh chị, đúng không? Tuy mặc dù theo như mình đoán, tuy mặc dù không có đăng ký kết hôn đi chăng nữa, nhưng mà trên cái cương vị là cũng như đã sống chung, đúng không? Đã sống chung với người ta rồi. Nếu đặc vụ mà dứt phát 4-5 tháng á, thì mình ra bên xã mình nơi mình sống á, mình xin một cái tấm giấy chứng nhận độc thân, đúng không? Xin tấm giấy chứng nhận độc thân đi, rồi sau đó mình muốn kết tóc xe tơ gì với ai đó mình kết tóc xe tơ. Chứ mình nói, mình chỉ nói bằng cái miệng thì nói chung mình nói bằng miệng thì ai nói mà chẳng được, đúng không cô chú anh chị? Mình nói tôi với ông đó là dứt phát xong rồi, nhưng thật chắc ra có biết như vậy hay không, hay là ví dụ như là dứt phát bữa nay ngày mai kết nối đó. Thì thông qua những cái video, những cái lần đăng tải trong những cái đoạn video của tất cả anh em đăng tải lên thì có rất là nhiều những phần bình luận nói về chị Tiền, rất là nhiều cô chú anh chị. Chị Tiền ngày xưa ha, là nói chung là cũng cái hoàn cảnh thì gặp nghe nói là hơi khó khăn, thì cũng mua bưng bán bợ, mưa tảo bán tặng gì đó, cũng đi bán vé số thời gian gì đó đó, cho nên mới gặp được cái nam thanh niên này hay gì nè, rồi mới sống chung, rồi xong không biết sống chung được bao lâu đó, rồi không biết là ông này là ông có đáp ứng đủ nhu cầu hay không nữa đó. Cho nên thì trong khi đó thì chị Tiền mới quay xe cũng được 3-4 tháng nay gì đó, thì mới lên xin lên kết nối với ông Năm Sầu Riêng kết nối với Năm Sầu Riêng thì bị Năm Sầu Riêng chơi sập mặt lên, từ chối thẳng đó, từ chối thẳng cô chú anh chị. Sau đó nằm dắt da dắt dưỡng giống như là gần dạng thất tình đâu đời nào của cô chú anh chị đó. Khi mà đến tham gia kết nối yêu thương, xin kết nối với chú Năm Sầu Riêng thôi, là trong khi đó bên cạnh đó mấy anh em YouTube đã có cân nhắc kỹ rồi, chị nên cân nhắc thật kỹ, Năm Sầu Riêng có là không có được đâu đó, nhưng vẫn cố chấp, thấy không? Cố chấp của chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì nói chung là lúc đó là như nước nhiều quá chịu không nổi đó. Nhìn cái dốc dáng của chị Tiền thì nói chung cũng là đẹp người chứ không phải là không nha, nhưng mà không biết với lý do như thế nào chị này có cái vấn đề gì không, mà tại sao mà lại phải đến cái mức độ mà lên không gian mạng mà kêu gọi như vậy, thì nói chung là hình ảnh nó không được đẹp liên quan đến vấn đề mấy người phụ nữ cũng tội nghiệp cho người ta đó. Thì mong rằng là qua cái video ngày hôm nay đó, thì tất cả cô chú anh chị em xem được cái video này cảm thấy mà Thành Hải thích thú, Thành Hải cho Thành Hải một like và một lượt chia sẻ và nhấn chuông đăng ký để xem những video tiếp theo của Thành Hải. Thành Hải xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em trong những video lần sau nha. Thành Hải xin chào và hẹn gặp lại ạ.